Hello, chào mừng các bạn đến với SuperViet.vn, Superleague duy nhất của mùa Việt để phục vụ nhu cầu mua League Game Mobile của toàn thể anh em chơi game, đặc biệt các bạn chơi game mobile giữa mùa Việt. Hiện tại, Sup đang có một chương trình giảm giá sâu đến tận đáy. 69% anh em ơi, mua 1 tặng 2 tính tiền 3, giảm sâu đến 69%, chứ không phải 96 nha. Các bạn có thể tìm mua những nick từ 30 đến 40 tướng với giá siêu rẻ, hoặc các bạn cũng có thể là mua nick random. Thử vận may cấp 1 đến thử vận may 800k, từ 20 đến 800k các bạn có cơ hội nhận được rất nhiều nick VIP, nick full tướng. Thì hôm nay Mô Việt xin tặng những bạn theo dõi trên kênh Mô Việt nick random từ shop Mô Việt nha. Ngoài ra shop cũng có những tài khoản game Free Fire, PUBG và Liên Minh Huyền Thoại. Các bạn hoàn toàn có thể mua nick về chơi những game đó. Rồi, ok, bây giờ tặng nick các bạn xem video clip nào. Thử vận may 100k thì có từ 20 tướng trở lên nha, 70% nhận Arc VIP. Mua ngay này. Và nick thử vận may 50k cấp 2, từ 14 tướng trở lên và 50% nhận Arc VIP full skin đá quý ngọc chuẩn 90. Đó, một nick bất kỳ để tặng anh em nha. Và không biết thì cái độ hên xui của Mô Việt ngày hôm nay là như thế nào. Và đây là thông tin, các bạn chỉ cần ấn vào link vào cái chỗ check thông tin màu đỏ này. Đó, sẽ hiện ra tài khoản và mật khẩu. Ok, link đầu tiên này, link thứ hai này. Rồi mình sẽ vào kiểm tra link 100k xem là có bao nhiêu tướng và trang phục nha. Ok, hiện tại mình đã vào được link 100k rồi. Tích có 21 tướng, 17 trang phục và rank kim cương 1. Có vẻ là hơi đen một chút xíu anh em ơi. Mình sẽ sang thử tích 50k nha. Wow! Cái nick 50k của mình vừa random từ vận may có 48 tướng và 52 trang phục các bạn ơi. Rank kim cương 3. Thế thì hôm nay Mô Việt vừa tặng nick anh em, vừa tặng clip trên clip này nha. Xem có tướng gì nào. Đây có Triệu Vân Ngộ Không. Thì có lẽ là làm video clip về con tướng Triệu Vân đi. Con tướng tủ của mình và rất nhiều anh em hiện tại yêu cầu Mô Việt chơi Triệu Vân. Rank thì kim cương 3 thôi. Trên này mình sẽ pick Triệu Vân đi top nha các bạn ơi. Có trang phục chiến tướng mùa đông thử luôn. Nếu các bạn đánh Triệu Vân thì không nên xài bà Ngọc sát thương chí mạng, như vậy là sai cực kỳ luôn. Mình tìm bà Ngọc này. Bà Ngọc này mình thấy là khá là ok. Bà Ngọc đến 78 điểm. Nói chung là đây là cái bà Ngọc rất là tốt. Các bạn có thể leo rank đến tinh anh, cao thủ được. Đây, mình sẽ xài cái bà Ngọc này các bạn ơi. Nên có nhiều tốc chạy, một chút chí mạng, một chút tốc đánh này cho Triệu Vân. Nếu có hút máu nữa thì càng tốt. Rồi cái phù hiệu thì các bạn sử dụng phù hiệu cuối cùng nha. Cái đầu tiên là tăng khả năng hồi phục khi các bạn tiêu diệt hỗ trợ như này. Ê, ơi, anh ơi,
Ây trời ơi, em làm vẫn yêu clip tặng fan mà thế này toang thực sự rồi. Trời ơi, 4 AD. Đúng là các bạn ơi, anh em ở cái mức rank kim cương này có tinh thần troll game cực kỳ cao. 4 AD. Thôi, có khi là phải đi hỗ trợ rồi. Chứ tình hình này không để đi tà thần gánh team được các bạn ơi. Nhiều khi trời không chịu đất, chúng ta là đất phải chịu trời thôi. Mình xin. Triệu Vân đi SP thì nhiều khi cũng có những pha kết mạng thần thánh đấy. Yên tâm, mình bảo kê này. Bảo kê nè. Hôm nay Triệu Vân không được lên phong cách full dam, một bổ một combo một mạng, mà phải chơi Triệu Vân tanker cơ nha. Vì trận đấu thì mình có đến 4 AD. Và khi chúng ta chơi SP thì việc vô cùng quan trọng là các bạn phải bảo kê AD. Ở nhiều pha thì phải hy sinh cho AD nhá, đỡ đạn hộ AD các kiểu, rồi check map để cho AD biết đường di chuyển. Trận đấu này thì phải kiểm soát được cái map, kiểm soát được là dừng team bạn đi đâu, mid team bạn đi đâu thì team mình mới dễ đánh được. Các bạn có thể lướt bụi này, lướt bụi đây này thì biết hướng di chuyển của rừng nha. Đây, rừng team bạn đi đi sang thì tất nhiên là team mình sẽ không bị gank. Đây là cách các bạn check map, kiểm soát map cho đồng đội thì đồng đội sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều, và các bạn tinh ý một chút xíu. Nhưng mà áp dụng đối với những em troll game ở mức rank kim cương như này thì mình thấy cũng thực sự là toang đấy, toang vô cùng luôn. Thì cái này ăn trụ luôn này, bởi vì tại sao anh em ơi, Natalia rồi Doker đều phía dưới ăn trụ easy đó. Ở một bước di chuyển nhẹ nhàng thôi đã có một trụ lấy lợi thế rồi. Trận này mình phải lên cái găng tay nha các bạn ơi, để hóa giải khống chế của Grack. Grack mà các bạn lên cái găng tay hải thần ý thì Grack phế vật luôn, giống như con tướng Drak hay là Gindu. Bật chiêu cuối, bật găng tay lên, các bạn hóa giải hoàn toàn, thoát khỏi khống chế của Grack rất là dễ. Mình nào các bạn ơi, ăn thịt béo nào, béo này, béo béo thơm ngon này, béo béo các bạn ơi. Đúng là lên đồ kiểu này không có đam, nhưng mà thèo lát lại có đam nha, tuyệt vời. Đây là nick mình vừa mới mua xong, nick Dandu 50k, để tặng anh em theo dõi video clip. Bạn nào nhanh tay điền mật khẩu rồi vào vô đổi mật khẩu thì nick đó là của các bạn. Rồi, ơi bộc uy bộc phá mù mắt. Mình tính là đánh thêm phát lửa để bạn đấy mất cái liềm, sau đó mới bật bộc phá. Anh mà thanh niên không có liềm ơi, nó không chú ý một chút xíu rồi bộc phá nhanh rồi ăn mạng Natalia, đồng đội không chết rồi. Hơi tiếc anh em ơi, nhiều khi là cẩn thận quá cũng chắc ăn quá là chúng ta cũng hụt ăn đấy. Rồi rồi, giết luôn bà ơi, lên mình xin mạng thứ hai và 2 điểm hỗ trợ luôn. Triệu Vân là vị tướng đi rừng đi đường tà thần, nhưng mà đi rừng là mạnh nhất nha. Đi tựa tà thần thì mình thấy thì hơi yếu một chút xíu, và đi SP thì cực kỳ yếu phập phế luôn. Nếu mà các bạn đi SP giống mô Việt ý, thì nếu mà đồng đội không có tanker toàn bộ AD thế này ý, các bạn phải lên đồ tank full tank nhà mình, phải có đồ phụ trợ. Găng tay là sự lựa chọn rất là tuyệt vời, găng tay giúp hóa giải được chiêu cuối của Grack, giúp bơm máu đồng đội một chút xíu. Rồi, và Triệu Vân mặc dù lên đồ tanker nhưng mà vét mạng thì rất là ok nha. Chạy đi đâu siêu việt ghê chưa. Anh em có thể thấy là dù vô Việt vác vị tướng nào đi đâu cũng phải đặt cái việc là ăn mạng lên đầu tiên.
Không phải mình cố tình cài nhát mạng đâu các bạn ơi, mà mình di chuyển, mình vét được mạng, mình di chuyển tốt, mình có thể là ăn được rất nhiều mạng các bạn ơi, chứ không phải là chỉ chăm chăm là mà bộc phá cái mạng hay là giữ chiêu cái mạng đâu, không có chuyện đó đâu nha anh em ơi. Ok, John, John. Rồi xong, tại sao John lại chạy vào cái chiêu một của Eddie thế? Là mình bá đạo rồi. Ơi, cái này xin luôn. Xin luôn, ý, bộc phá hơi muộn. Bạn John với bạn Cáo hiện tại vẫn đang có sự mâu thuẫn không hề nhẹ. Bảo kê ở đây thì giết AD làm sao nổi, theo đáp bản rất là tốt nha. 405 rồi. Mình cảm thấy là Triệu Vân hiện tại là rất là ok này. Khi mình lên được cái món đồ đai kháng phép và chuẩn bị lên kia huyền thoại, có khi huyền thoại thì lại rất là sướng anh em ơi. Valet qua đây này, Valet qua đây. Một combo có chết không nhỉ? Một combo. Rồi xài cho cuối sau nha. Đó, ok. Tiếp theo chắc chắn là lên bảng điểm số rồi. Ơi thôi thôi. Hay quá, mình có kiên thoại mình chạy được anh em ơi. Mình rất trâu, mình có liềm, mình vẫn vẫn phải ngửa mặt lên trời là hận đời vô đối thôi. Đâm sâu thì không rút ra nổi đâu. Cái câu này thì luôn đúng nha. Này quả bắn rất lực từ Theo Lát và sấy cũng khá là tuyệt vời từ bạn Cavalry, sấy rất là đau nha. Ôi Cavalry kìa, Cavalry cần tát double kill, triple kill là cái chắc rồi đấy. Tốc độ đánh hay chứ các bạn ơi, nhưng mà hơi chậm chậm chút xíu thôi chứ đánh hay đấy. Ở đây cái huân chương choi là mình đã gọi là mắc hồi chiêu rồi anh em ơi. Mắc hồi chiêu, đánh Triệu Vân mắc hồi chiêu mình thấy là rất là ok. Hồi chiêu liên tục, biết được hồi chiêu nhiều thì giúp Triệu Vân bổ trụ của liên tục và kích hoạt chương một liên tục nha. Rất sướng. Bạn này bắn thường vào người mình thì bạn lại làm chậm và bạn lên mặt số. Rồi, găng tay giúp bạn thoát khỏi chiêu cuối của Rắc Béo và đỡ đòn cho anh em này. Đấy, các bạn thấy chưa? Độ đam là tìm rất là ghê. Ôi thế này thì thế này hỏng cái con rồng rồi. Phí con rồng quá, vừa là tà thần nhưng mà rất là phí này. Bây giờ mình đã gọi là cản cả ba người cho team rồi, cáo thì đi ở đây bị Joker giết này. Rồi không đủ đam anh em ơi. Ấy nhưng mà cái chiêu cuối của John là đủ đam nha. Quá hay. Nếu bạn mua leak trên shop mà gặp vấn đề về leak có thông tin hay là không đổi mật khẩu được, đó là những trường hợp rất hiếm nha. Các bạn có thể liên hệ fanpage shop để được hỗ trợ. Vậy, đây mình bút máu này. Đây da thì bắn rất là đau. Thế là bắn cực kỳ rát nha. Tuyệt vời. Còn mình nuôi rồi mình, nếu mình đứng ở đấy là chắc chắn là bị ba người dồn đam chết. Không đủ đam. Full tank anh em ơi. Hiện tại thì cũng có đã 14 điểm nội tại rồi. Nhưng mà thực sự là rất là khó bắt AD. Hay quá, thả thính thành công anh em ơi. Đó, 16 điểm nội tại, sắp mắc nội tại nha. Không sợ Triệu Vân full đồ, chỉ sợ Triệu Vân mắc nội tại. Câu nói của anh em ngày xưa khi đối mặt với Triệu Vân. Tiếp theo là cái hack kill thịnh nộ. Và hiện tại cũng có rất nhiều người giả mạo Mô Việt đi lừa các bạn.
rồi lấy nick ví dụ là tự nhiên có người liên hệ với anh em là tự xưng là Mô Việt, em ơi có làm video clip tặng fan không, có thích làm lên kênh của anh không, rồi đưa nick cho anh sẽ làm clip tặng em. Cái này là không bao giờ có nhá, mình không bao giờ chủ động liên hệ trước với anh em để hỏi tài khoản mật khẩu cái gì cả. Nếu các bạn muốn làm video clip thì các bạn vào phần mô tả video clip của mình có một cái form ấy, yêu cầu làm clip các bạn điền vô là mình sẽ chọn ra những bạn may mắn để làm video clip tặng thôi, chứ không hề có chuyện là liên hệ trước với các bạn để hỏi mượn link đâu. Như thế là không có nhá, mình chỉ mượn link của những người bạn của mình trên Facebook thôi, những người không quen là mình sẽ không mượn. Các bạn cẩn thận với những người lạ nha. Và cũng có rất nhiều người đến shop giả mạo shop Mô Việt để lừa đảo anh em, sau đó thì các bạn lại quay sang chửi Mô Việt thật, thì thực sự là cũng thấy toang vô cùng anh em ơi. Các bạn khi giao dịch trên mạng thì phải hết sức tỉnh táo và có một kiến thức để không bị người khác xỏ mũi, người khác lừa nha. Hiện tại thì mình sẽ mổ lửa đây. Rồi, không bắt được. Mình dí theo là mình chết ngay ba đi. Hay quá. Lao hoàn chiếu 2 và cho team bạn sơi. Rất là hổ báo cáo trồn từ bạn cáo anh em ơi. Wow. Luôn luôn bạn ơi, luôn 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 luôn. Bổ chữ cuối này, bộc phá rồi té. Bây giờ cái nhiệm vụ tanker nó rất là khó khăn, bởi vì hiện tại thì Valet bắn cũng đã rất là đau rồi, và bị Grax béo kéo vô hay là bị sấy chiêu 2 cho một chiêu cuối của Lata thì cũng cực kỳ thốn, và lòng kiếm qua đi thì cũng khó chạy cực kỳ. Thế ra mình cố gắng là múa lửa né skill, câu skill thêm bạn để đồng đội phá nhà thôi. Đang có thế trận slowball để lính cực kỳ cao này, thì mình đang kiểm soát được thế lính rất là tốt, cố gắng đẩy lính đều ba đường như này. Giờ team bạn không có cửa bật đâu, nhưng mà đừng để chết lẻ nha. Và cuối cùng thì các bạn có thể lên cái giáp hộ mệnh hoặc lên một cái đồ đam, thì lên một đam thì sướng hơn. Thôi mình đang tanker, mình phải lên giáp hộ mệnh cho an toàn nha, tránh trường hợp là ngửa mặt lên trời hận đời vô đối phát nữa, cúi mặt úp mặt xuống gối là vô đối thật ư. Hiện tại shop đang có chương trình giảm giá 69%, con số thì là 69 chứ không phải 96 anh em ơi, 96 thì nó hơi hơi bị quá. Các bạn có thể tìm những cái link giá rẻ để mua và chơi, vì sắp tới thì Mô Việt cũng không bán link game mobile nữa đâu. Sắp tới là nhà nước sẽ ra một cái luật là cấm mua bán link game. Chính vậy đến ngày 15 tháng 4 là mọi shop đều sẽ ngừng hoạt động. Nếu anh em nào có nhu cầu mua link để chơi game mobile hay chơi game gì trong những cái ngày mà rảnh rỗi ở mùa dịch, ở nhà ít ra ngoài đường, thì nhớ đến shop moviet.vn để mua ủng hộ Mô Việt nha, trước khi shop đóng cửa. Bắt đầu cáo lại sang cà khịa là 2 năm cà khịa với 446 cà khịa với 257. Cũng như nhau thôi bạn ơi. Wow, bạn thấy là nội tại giúp Triệu Vân có đến 900 công ở lý. Là vùng nội tại đánh cực kỳ sướng nha, mặc dù lên toàn đối thủ thôi, mà công ở lý thì cao hơn cả những vị tướng lên đồ full nam. Nên người ta mới nói là không sợ Triệu Vân full đồ, mà chỉ sợ Vân là mắc nội tại 20 điểm. Thực ra mình thích đánh Triệu Vân đam nhiều hơn anh em ơi, ba đam hai thủ, chứ chơi kiểu toàn thủ thế này bổ không có thấm anh em ơi, thực sự là không thấm nha. Mấy cả mình là người gọi là người mở giao tranh đỡ đòn giao tim, thế nên mình thường là bổ để khống chế cho đồng đội thôi, với cái build đồ mắc hồi chiều như này. Thực ra Triệu Vân quân tanh bây giờ mình thấy là đánh được nhưng mà trong tình trạng là team nhiều đam nhá, team thiếu đam thì anh em phải lên đồ đam.
Rồi xong, Adi cố gắng giết được hai người, Adi lên bảng điểm số. Choáng hay mình có cơ hội lao vào, bây giờ mình có cơ hội lao vào anh em ơi. Và team bạn phòng thủ trụ rất quá. Ok, lao vào được, bây giờ mới thể hiện được và cũng kết thúc trận đấu luôn. Video clip Mô Việt là video clip tặng link, tặng clip. Đến đây đã hết rồi. Xin chào anh em và hẹn các bạn trong clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.